Xin chào, liệu tuần tới chứng khoán tăng mạnh? Nếu bạn thường xuyên theo dõi xu hướng toàn cầu, chắc hẳn bạn đã nhận thấy một điều thú vị. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang bắt đầu hạ nhiệt lãi suất. Vàng sập thảm. Vâng, từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đến Ngân hàng Trung ương châu Âu, kỷ nguyên thắt chặt tiền tệ đang dần khép lại. Vậy điều này có ý nghĩa gì với Việt Nam? Chứng khoán tăng mạnh hay đơn cử quốc tế nhòm ngõ nhiều mã trong đó có Vinamilk cơ hội? Khi các nền kinh tế lớn bắt đầu ổn định và chi tiêu tiêu dùng tăng lên, động cơ kinh tế của Việt Nam cũng đang khởi động. Chứng khoán sẽ ra sao? Với lực lượng lao động trẻ, năng động và vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, Việt Nam không chỉ tham gia vào quá trình phục hồi toàn cầu mà còn sẵn sàng dẫn đầu. Dòng vốn đầu tư đang chảy vào vì công nghệ bùng nổ và các dự án cơ sở hạ tầng đang được triển khai nhanh hơn bao giờ hết. Các chuyên gia dự đoán tăng trưởng GDP sẽ tăng vọt, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế được theo dõi nhiều nhất trong năm nay. Vì vậy, khi lãi suất ổn định và thế giới mở cửa trở lại, các mã cổ phiếu như HPG, Vinamilk hay FPT, con rồng châu Á đang thức giấc và sẵn sàng bay cao. Đừng bỏ lỡ hành trình kinh tế đầy hấp dẫn này. Hãy theo dõi và cập nhật thông tin nhé. Bye!